Hello quý anh chị em đã quay trở lại với Tân Quốc Tuấn Xe Tải Cũ. Hôm nay Sơn sẽ giới thiệu với quý anh chị em mình một cái dòng xe mới hoàn toàn với bên Sơn, đó là dòng xe đầu kéo Đông Phen. Dòng xe này có tên là D320. Thì để đánh giá mà để thực tế hơn thì hôm nay em Sơn có mời về là một bạn tên là Tuấn Container. Chào cả nhà. Thì Tuấn là rất là quen thuộc với quý anh chị em mình trên các kênh của Sơn hay là kênh của anh Đầu Kéo Vlog và những cái khán giả khác. Thì Sơn rất là mong quý anh chị em mình cùng với em Sơn và bạn Tuấn Container để xem qua cái dòng xe D320 này nhé. Cùng xem trải nghiệm rồi so sánh giá cả rồi. Rồi mời Tuấn nha. Rồi. Thì hiện tại là bên dòng mà bên công ty Sơn đang có một màu đỏ, màu trắng và một màu vàng. Đối với cái dòng xe D320 này thì bây giờ mình sẽ review trực tiếp từ con xe màu đỏ đi ha Tuấn ha. Rồi. Màu đỏ đẹp hơn. Màu đỏ nhìn tươi quá. Hôm nay thì Tuấn cũng lần đầu tiên thấy cái xe gọi là đời 2023 Đông Phen này. Nào giờ Tuấn chạy rất là nhiều dòng xe rồi cả nhà. Chạy đầu Mỹ này, Mark IV, Cách Ca rồi Footline rồi Trang Long, Hổ Vồ. Tất cả luôn, như cái dòng Đông Phen này lần đầu tiên mới được thấy. Gọi là mới, đời mới. Mới luôn ha. Mới can luôn. Đây là một cái dòng xe mà cải tiến mới của cái Đông Phen Hoàng Huy trước đây. Đây là 2023 đó. Do nhà máy Hoàng Huy nhập khẩu trực tiếp là nội địa từ Trung Quốc. Thì quý anh chị em như chú quý anh chị em mình cũng qua là như Tuấn cũng thấy luôn ha. Đây là đối với một cái cabin này Tuấn. Cabin này rất là cao. Đó, nó sẽ đó giống như mọi người nhìn thấy qua này. Đi qua bên này rõ hơn này Tuấn ơi. Đây là cái là giống như là mặt nạ của nó ở đây này. Đó, tất cả là lưới tản nhiệt của nó là bằng mạ chrome luôn ha. Đó, nó có 3 bậc này. Đèn này thì đèn LED bên ngày luôn á Tuấn. Đó. Như gương thì là gương này, mọi người cũng thấy là gương này là gương điện và nó cũng là tản nhiệt luôn nha mọi người. Thậm chí là có cả cái gương soi cả cái bậc lên xuống luôn ha. Có 3 bậc gương luôn á. Thì em Sơn phải Tuấn sẽ cùng quý anh chị em mình xem sơ về cái ngoại thất một lần. Xong rồi mình sẽ đi vào trong nội thất ha Tuấn ha. Theo em nhìn thấy thì bên ngoài này nhìn nó giống như một cái siêu nhân vậy, đầu siêu nhân vậy. Nhìn rất là hầm hố. Cái cabin này thì theo như nhà máy nói á Tuấn thì là được thiết kế theo cái ngoại thất á, là nó sẽ hòa nhập giữa cái ngoại thất là của châu Á, hiện đại của châu Á, và nó ở trong cái thiết kế về cái kỹ thuật á thì là của Bắc Âu. Cho nên nó rất là tốt nha quý anh chị em, giúp tiết kiệm nhiên liệu rất là tốt hen. Đó thì mình sẽ đi một vòng rồi, nha. Cho em hỏi xíu về cái khí thải của nó thì như thế nào chị? Khí thải thì vẫn sử dụng Euro 5 bình thường. Euro 5. Thì khí thải đây. Đây chỗ này trong khí thải này. Euro 5. Đó cho cả nhà mình ngắm sơ qua một cái dòng xe Đông Phen mới và D320 new để cho cả nhà mình xem là cái hoành tráng của cái xe này nó đẹp như thế nào nhé. Nhìn rất là hầm hố ha. 2023 mới ken luôn. Nói chứ làm gì làm, cứ thích đồ mới. Thích đồ mới đúng không? Em cũng thích đồ mới không? Đó. Nhìn bên ngoài cái nội thất là cả nhà mình cũng thấy nó rất là cao ha. Với chiều cao này thì mình thấy là hầm hố ha Tuấn ha. Lốp là 12R225. Đúng rồi, lốp là 12 mâm nhôm hoàn toàn nhé. Nói gì nói cứ mới là xài là không sợ rồi, 2-3 năm đầu là không sợ, 5 năm đầu là không sợ là gì hết. Không đây khỏi suy nghĩ. Cầu chữ V lên cả nhà. Cầu chữ V. Nhìn rất là hùng hố ha. Đúng rồi, hầm hố lắm. Thì bây giờ Sương với Tuấn sẽ mình sẽ đi lên để mình dỡ cái máy lên cho cả nhà mình coi và đi vô trong nội thất xem nó đẹp như thế nào nha. Ok. Mình sẽ khám phá cái xe trước xong rồi mình sẽ báo giá cho cả nhà giá lăn bánh sau ha. Rồi. Cái này là cái thùng dầu bằng hộp kim nhôm hoàn toàn nha cả nhà. Cái này là chứa đến dung tích là lên đến 600 lít dầu luôn ý. Đó, nhìn hoành tráng không Tuấn? 600 lít. 600 lít là mình đi thả ga luôn hả? Thư hơn là Tuấn đi và từ mà Bắc. 600 lít là em chạy thẳng ra tới từ đây ra tới gần ngoài Bắc luôn mới đổ. Ồ vậy hả? Và đi một mạch vậy rồi mình mới đổ ha. Một, vậy nó tiện hơn nha. 100 cây đổ đồng cho 35 đi. 1000 cây là 350. 2000 cây 700. Nếu mà 600 lít này là để chạy từ Sài Gòn này sẽ phải ra tới Hà Tĩnh luôn á. Mới đổ. Cái này là sử dụng bóng hơi nhá Tuấn. Cabin này là sử dụng nó có bóng hơi cho nên mình nâng cabin cũng rất là nhẹ. Bây giờ Sơn sẽ mời quý anh chị em mình cùng Tuấn để xem qua cái máy của cái dòng D320 new nhìn thế nào nhá. Thì mời quý anh chị em mình nha. Rồi Tuấn sẽ nhìn thấy máy nha. Máy này là máy của Renault Pháp. Là một cái máy Renault Pháp luôn. Thì đây là một cái máy Renault Pháp nha cả nhà. DCI và công suất là 420 HP.
Thì cả nhà, như cả nhà mình thấy, nếu như mà sử dụng với cái đường cái nút control ở trên á Tuấn, yeah, thì cái công suất nó có thể nâng lên được giống như là một cái xe chạy với công suất là 465 luôn ấy. Yeah. Là công suất rất là cực mạnh luôn. Cho nên nó giúp cái giảm tiêu hao nhiên liệu nó còn 24 lít trên 100 km. Yeah. Thì nó sẽ là giảm so với này tầm 5% so với những cái phân khúc mà Tuấn hay chạy giống như những cái đồ kéo khác cũng tốt, yeah, ha. Đó, lợi thì, dầu đó, tiết kiệm dầu. Ừ. Yeah. Thì cái dung tích xi lanh của xe này là 11 chấm tấn. Máy này là mã lực nó cũng tương đương cũng ấy với Chăn Long đó. Chăn Long 420 đó cả nhà. 420. Ừ. Bây giờ khám phá cái cabin nội thất nó tới giờ nắng quá cả nhà, giờ mình sẽ đi vào cabin nội thất để xem qua cái trong cabin như thế nào nha. Rồi xin mời cả nhà nha. Bây giờ Sơn sẽ mời quý anh chị em mình cùng với em Tuấn đi lên trên cái cabin nội thất để xem qua cái phần nội thất bên trong của cái xe D320 đẹp như thế nào nhé. Rồi Sơn xin mời cả nhà nhé. Mời cả nhà lên ngắm thử cái xe này như thế nào cả nhà. Cái bậc lên xuống cả nhà, nó có 4 bậc đó cả nhà đó. Thầy lên xuống. Rồi giờ đây Tuấn vừa bước lên xe đây, thấy nó rất là gọn gàng. Đầu tiên đó là thấy lên ngồi là thấy cảm giác rất êm ái nè, có cái ghế hơi nè. Ghế hơi đúng rồi. Đó, ghế hơi chế độ 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 nút chế độ luôn. Bơm bóng hơi ra giữa lưng nè. Massage lưng luôn nè. Rồi cái này lên xuống rồi nói chung không khác gì xe Mỹ hết. Xe Mỹ Mark 4 cũng chế độ y vậy luôn. Nói chung là bây giờ bây giờ là dòng xe mới là hiện tại thiết kế này rất là êm. Khi mà vô mấy cái ổ gà rồi đó, rồi mấy cái chỗ sóc đó nhúng rất là êm. Mình điều chỉnh tới lui rất là dễ nè cả nhà. Đó. Rồi có cái nút bấm cái hơi này bơm ra luôn, bơm ra cái lưng mình khi mỏi. Giờ em Sơn với lại em Nhi để sẽ đi lên trên cabin luôn để xem coi anh Tuấn nổ máy như thế nào nhé. Rồi Nhi để chị mà mở cửa cho Nhi nha. Ở bên này nó có một cái hộc đồ á, hộc để đựng đồ bên ngoài á cả nhà. Thì mình có thể là leo trèo rất là dễ luôn ha. Nhi qua đi cưng, Nhi qua đây cho chị mở cửa cho em nè. Chắc chị leo lên trước đi ha. Leo lên trước nha cả nhà. Lấy được không chị? Được. Đây có hai cái đu này rất là tiện này nha cả nhà. Cào quá. Đúng cái là nó lên thôi à. Ủa cái này đựng để đồ nghề nhiều quá ha. Đồ nghề nhiều quá. Đồ nghề. Này là cái qua đồ nghề để tặng đúng không chị? Kèm theo đúng không? Xe mới nhiều đồ nghề quá. Dạ. Rồi mời em Nhi lên. Lên để không Nhi đưa tay chị kéo nè. Một lần mà review xe thì cũng đối với xe cao cao như vậy thì rất là vất vả nha cả nhà. Mệt đó. Leo trèo. Đây. Caraman quay cái bô lăng cho mọi người xem nè. Bô lăng này nhìn rất là hoành tráng nha. Nhìn cảm giác cho tài xế ngồi lái xe cảm giác giống như đang ngồi du lịch vậy đó. Chạy lấy xe du lịch, lái xe tải áp lực lắm. Nhưng mà ngồi lên cái bô lăng, cầm bô lăng rất là giống, rất là nhẹ nhàng. Mướt mát ha. Cái túp lô này. Đó, thiết kế lúc lo nhìn mình cứ nhìn thấy mấy chiếc du lịch sao đó, nó kiểu thiết kế hiện đại vậy đó. Ngồi cảm giác thấy rất là thoải mái, tầm nhìn ngồi rất là nhìn kiến rất là thật, hai kiến hai bên nhìn rất là thật, tầm nhìn rất là ok đó. Kiến mo nhìn rất rõ luôn này, đằng trước có một cái kiến mo thiết kế nhìn thấy được luôn. Ví dụ như mình những cái quốc khớt rồi đó, nhìn rất là rõ. Bây giờ mình nổ máy thử xem Tuấn ha. Mà rồi, nóng ok quá. Giờ Tuấn sẽ nổ máy cho chưa nóng lắm rồi. Cái này có trước khi nổ máy rồi coi cái số chứ, nổ mò chứ. Này số 12 số, 6.65 nhanh. 6 rùa 6 thỏ đó cả nhà. Giờ Tuấn sẽ nổ máy nha. Hồi hộp quá. Cắt mát rồi sao á, xuống coi mở mát chưa. Lên mát ở dưới chỗ bình đó cả nhà, nó kiểu như xe để trong bãi không ai chạy thì cắt mát để nó đỡ hao bình. Giờ để máy nha. Wow. Rồi đó, ok, giờ mở cái là mát luôn, mát luôn, mát tới nơi rồi cả nhà. Mát lạnh lên, máy lạnh lên rồi cả nhà. Cái đặc biệt cái xe này là cái độ cách âm của nó cũng rất là ok cả nhà nè. Bây giờ mở cái cửa, đóng cái cửa. Cách âm này là nghe cái tiếng nó cũng rất đầm nha. Cách âm này là mình đi đường dài, ví dụ như có vợ con hay có ai mà cần nghỉ ngơi cả nhà, trên xe thì rất là thoải mái luôn ha. Bô lăng nhẹ đầm. Cái bô lăng này là Tuấn cảm nhận như xe hơi luôn hả Tuấn? Đúng, em cảm giác nó như là đang ngồi trên chiếc du lịch vậy đó chị. Vậy hả? Nó tích đẹp tất cả.
độ còi đây, còi lớn còi nhỏ đây. Ở đây nút gài cầu đây. Đó. Rồi đây là có cục sạc điện thoại đây luôn. Đây có cái chỗ đầu cắm USB luôn nè. Có cái mồi thuốc luôn cả nhà. Đó. Nói chung là cũng rất đơn giản còn dễ sử dụng. Ừ. Thế để làm gì Tuấn? Này để nước uống luôn. Ừ. Ly đựng nước đá luôn. À, tặng cho cái ly luôn. À, tặng cái ly ha. Rồi. Ba ly luôn, để 3 ly luôn. Ờ. Ở đằng trên này hơi quá trời học ha. Dạ. Chế quá trời học hả nè. Học để đồ, để giấy tờ rồi. Kiểu như là đi xe giường nằm của mấy đứng được luôn. À, đây nè. Cái này. À cái này đứng được luôn, cái này cao 2 mét đó cả nhà, chiều cao từ sàn lên đây là 2 mét. Và chân đụng đầu chị có đằng sau. Quá trời học ha. Đây, ở trên này có một cái giường để một người nghỉ ngơi nằm trên này nữa. Ừ. Chỗ hai giường nằm. Đây một cái giường này rộng 1 mét luôn đó Tuấn. Dạ. 1 mét thì Tuấn thường thường đi cậu đâu có mì là nó khoảng rộng bao nhiêu Tuấn? Cái nói chung là cái dòng này thì không thể không bằng đồng Mỹ được chị. Dạ. Ừ. Cái giường á hả? Đúng rồi, đồng Mỹ thì rộng nhất. Ừ. Nói về các dòng xe thì đồng Mỹ là số 1. Ừ. Về cái độ rộng. Ờ. Mình có sao nói vậy? Có sao nói vậy đúng không? Dạ. Ở đằng sau này thì những cái cả nhà mình thấy là ví dụ như là đi cả gia đình này có con rồi kia đó thì nó có cửa rồi kia mình kéo ra hai bên nó cũng đại quá. Cửa kéo rồi. Rất là mát mẻ luôn. Bài bản luôn cả nhà. Lần đầu tiên nói chung là Tuấn được trải nghiệm Đông Ven đời 2023. Nói chung năm nay gọi là phá rin nhiều thứ nha. Mới phá rin em Ken Bo xong bây giờ lên chuẩn bị rồi. Nói chung là không biết sao ấy, Tuấn là Tuấn thích cái gì mới. Cứ mới đây, rồi đây là một cái dòng xe không biết cả nhà sao với Tuấn là Tuấn thích đồ mới. Ồ cái gạt nước này Sương thấy ba cái luôn nè, kính này là gạt hết luôn nè, gạt hết luôn nè. Dạ. Đó thấy chưa, gạt hết luôn á chứ không có chừa lại một góc nào đâu ha. Có ba gạt nước. Ờ. Ok đó. Thì nói chung là cả nhà xem và trải nghiệm để xem cái chi tiết của chiếc xe như thế nào và cái giá cả cạnh tranh. Ừ. Rất là nhiều hãng xe mình có thể tham khảo. Ừ. So sánh giá cả. Thì giá cả thì cả nhà có thể xem vào chi tiết bên chỗ công ty chị Sương lên trực tiếp cho số điện thoại của chị Sương. Ừ, ok Tuấn. Qua inbox, qua Zalo. Qua Zalo. Zalo. Rồi thôi mình đi xuống dưới ha Tuấn ha. Lên cao bên thì nó cũng như vậy đó, ghế ngồi rất là thoải mái luôn, ghế êm. Ghế hơi êm máy lạnh luôn. Mắt rưỡi luôn. Ừ, máy lạnh mắt rưỡi luôn. Sao phải mở kính xuống tại vì là cái mic á nó sẽ bị ồn đấy cả nhà. À, khi mà dùng mic mà ngồi trên cabin nó sẽ ồn lắm, thu âm nó rất là khó nghe cho nên sơn mẹ mở kính xuống này, kính chỉnh điện luôn ha. Dạ. Đó, kính chỉnh điện. Và bên này là mình có thể coi được có một cái kính nó quan sát được cái bậc lên xuống luôn này, rất là tiện luôn. Em Caramel quay lại giùm cho anh cái số. Số này thì 12 số, 6 chậm với âm cũng giống như những dòng hổ bồ rồi chen long vậy đó. Cũng không có y chang vậy luôn. Rồi Sơn là mời Tuấn với cả nhà mình đi xuống dưới, Sơn sẽ báo giá sơ qua cho cái xe này của mình. Okay. Rồi cùng xem lại cái ngoại thất bên ngoài của cái ba cái xe của bên Sơn hiện đang về ở bãi nhé. Rồi giờ Tuấn tắt máy rồi nha. Nãy giờ Sơn với Tuấn là đã trải nghiệm trên một con xe D3 20 New thì Tuấn có cảm nhận gì không Tuấn? Theo em thì cảm nhận thấy cái độ cách âm của nó thì rất là ok. Ừ. Êm. Ừ. Và cái độ hơi ngồi rất êm ái. Ừ. Rồi túp lô rồi số xiết rồi nó nhìn có vẻ vững cứng cáp. Ừ. Một trong những cái mà bắt tài là rất là quan tâm nhất là cái về cái thoải mái trên cái cabin, trên cái ghế ngồi. Còn những cái nhà mà vận tải để mua xe để chạy kinh tế thì là sẽ quan tâm tới giá và quan tâm tới chất lượng xe nhiều hơn đúng không Tuấn? Dạ, đúng rồi. Ngay cả bác tài thì cũng rất là quan tâm về cái chất lượng ha, ngoài cái độ thoải mái thì chất lượng rất là quan tâm. Tầm nhìn nữa, mình ngồi rồi. Cái tầm nhìn xe nhìn nó cũng quan sát tốt. Ừ. Nó gọn, cao kiến nhìn nó thật. Ừ. Hai kiến nhìn nó thật. Ừ. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là cái giá. Ừ. Dạ. Thì nãy giờ hai chị em Sơn cũng trải nghiệm trên cái xe là D30 New của Đông Phong nhập khẩu nội địa từ Trung Quốc. Nhưng mà đây là một trong những cái dòng sản phẩm nhưng mà theo cái thiết kế hiện đại của Bắc Âu và cũng được cái những cái nhà chuyên gia của kỹ sư của tập đoàn Volvo là thiết kế lên cái sản phẩm này cả nhà để tạo ra một cái sản phẩm chất lượng nhất để ra mắt thị trường tại Việt Nam. Thì Sơn cũng rất mong quý anh chị em mình là xem qua cái giá của bên Sơn hiện tại là đang là giá nó tầm khoảng là rơi khoảng tầm 1.2 tỷ bao la số luôn cả nhà. Thì quý anh chị em nào mà quan tâm cái dòng sản phẩm này thì liên hệ với em Sơn với hotline là 0787 100 300.
showroom của Sơn là ô tô Tân Quốc Tuấn hướng Sài Gòn xuống qua cầu Đồng Nai, qua trạm thu phí nằm bên trái nha cả nhà. Số 1132B đường xa lộ Hà Nội, khu phố 10, phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai. Tới đây thì Sơn cũng dừng video ở với Tuấn ha. Thì rất là mong quý anh chị em mình ủng hộ Sơn và chúc mọi người một ngày mới tràn đầy năng lượng và sức khỏe. Rồi, chúc cả nhà mình nhiều may mắn và hạnh phúc, xem video vui vẻ và trải nghiệm tham khảo. Rồi, cảm ơn cả nhà rất nhiều. Ủng hộ lên Sơn nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà luôn.